Monolip nhá, nếu mà anh em còn nhớ cách đây khoảng 2 năm, có lẽ khoảng 2 năm, tôi đã từng chơi con Miss Survival này khi mà nó vừa mới ra mắt. Lúc đấy là nó mới có Early Access thôi và nó vừa mới ra mắt. Thế thì sau 2 năm vừa qua thì nhà sản xuất đã cập nhật rất nhiều thứ cho con game này rồi. Thứ nhất là bản đồ rộng lớn hơn, thứ hai là đồ nhiều hơn, thứ ba là chúng ta có thể xây nhà đàng hoàng luôn, thứ tư là chúng ta có thể craft rất nhiều thứ vũ khí. Chúng ta có thể mang được rất nhiều người về để có như xây dựng cái ngôi làng của chính mình. Cái trò coi như là Miss Survival này, cái con game cái sinh tồn này nó là như vậy. Cho nên là sau 2 năm, khi mà game nó được cập nhật bố đời hơn, ngon nghẻ hơn, thì tôi cũng quay lại để xem là một trong những con game sinh tồn mà rất là nổi bật trên Steam, được khen ngợi rất là nhiều, chỉ do đúng một người làm nhá. Con game này chỉ do đúng một người làm, một anh bạn, một người làm, tôi không nhớ không nhầm là thách này ở Thái Lan hay là ở Sing nhở, tôi không nhớ lắm, nhưng mà con game này do đúng một người làm. Trong vòng 2 năm qua thì bạn đã cập nhật thêm rất nhiều thứ hay ho, thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại để xem là nó có cái gì mới, nó có cái gì ngon. Con game này thì anh em đều biết rồi, chúng ta có thể, bây giờ chúng ta để xây nhà rồi, chúng ta có thể chiêu mộ cái người dân về nhà mình để giúp việc cho nhà, giống như ở phố nào ấy, xây một cái ngôi làng kiểu như là xây một cái ngôi làng đấy, và chúng ta có thể gọi là nuôi gà nuôi qué thì rồi cắt thứ ABC trước đây có rồi. Chúng ta cùng xem từ từ option rồi, là cũng lâu rồi đấy, cũng 2 năm rồi đấy, phát triển thêm nhiều thứ lắm rồi, để xem là có cái gì nó hay hớm không. Tất cả un trái hết rồi anh em nhá. Tất cả un trái hết rồi nhá. Một người làm mà. Con game phải chỉ một người 2 năm rồi, 2 năm rồi. Nếu không tin anh em có thể lên kênh trực tiếp game và anh em search Miss Survival. Thì anh em sẽ biết, nếu tôi nhớ không nhầm là 2 năm. Để tôi search thử xem Miss Survival xem mà tôi làm từ bao giờ. Thực ra cái con game Miss Survival nó dựa theo cái bộ phim The Miss thì phải. Không biết anh em đã từng xem. Đây 2 năm trước đây. Đúng 2 năm trước rồi anh em ạ, tôi nhớ coi như là chuẩn mẹ luôn. 2 năm trước. Chính xác là 21 tháng 8 năm 2018. Đến bây giờ là mùng 6 tháng 2 năm 2021. Ta cũng là gần 3 năm rồi đây anh em ạ, 2 năm rưỡi rồi đấy. Khiếp, thời gian nó trôi nhanh thế nhở. Tôi thề. Đéo mẹ, thời gian chạy nhanh hơn chó chạy ngoài đồng. Mẹ, đã 2 năm rưỡi rồi. Đéo hiểu. Sợ thật. Tức là nếu mà anh em nào mà trước hồi đấy là mới chỉ học lớp 10 là bây giờ đã vào đại học rồi. Anh em nào mới học lớp 8 thì bây giờ lên cấp 3 rồi. Ba năm trước, một sự kiện bí ẩn xuất hiện. Một cái làn sương mù bí ẩn bao phủ thế giới, rất nhiều người ốm và chết, có nhiều người sống, nhưng họ trở nên coi như là những cái kẻ kiểu là khát máu, coi như là ăn thịt người đấy, kiểu zombie đấy. Bạn là một trong những người kiểu như là miễn nhiễm với sương mù, bạn sống ở bên trong một cái trại với những người khác trước khi bị tấn công và bị kiểu chia rẽ với cái mọi người trong cái nhóm của mình. Bây giờ đây thì tôi sẽ phải tự đi tìm cách sống sót trong cái thế giới này. Với ảnh hưởng của sương mù nên là khiến mọi người biến thành zombie. Đây chúng ta có stamina đây. Chơi đê nói nằm nói lốn ở đây làm gì? Ấn 7 để ngủ ở dưới đất. Ngủ sẽ tăng lại sức của mình. Rồi chúng ta có phát, chúng ta có coi như là mức độ stamina này và mức độ gọi là fatigue là cái hồi sức à. Để cho mệt ấy, nó sẽ hồi stamina rất là chậm. Đây. Bạn có thể quản lý được base của mình với cái biểu tượng hình ngôi nhà. Khi mà vào base management thì có thể đây, có thể quản lý được cả những cái người sống ở trong cái base đấy. Survival chỉ active khoảng 50m xung quanh bay. Đây, từ bây giờ chúng ta có thể chọn một nơi làm bay của chúng ta và sẽ add được người bên trong để họ trông bên trong đấy.
khi mà có sương mù xuất hiện thì có nghĩa là sẽ bắt đầu nguy hiểm. Lúc đấy là bọn zombie sẽ xuất hiện. Và lúc này là lúc rất nguy hiểm có sương mù. Vũ khí thì ở đây chúng ta có thêm cung nhá. Chúng ta có thêm cung để đi săn các thứ ABC. Cung đây. Chúng ta có khai thác quặng nhá. Những cái này là những thứ mà 2 năm trước chưa hề có nhá. Chúng ta có 6 loại quặng: vàng, đồng, sắt, rồi chì, rồi là sulfur, rồi đủ các thứ luôn. Từ những cái quặng này chúng ta nung lên, nó sẽ tạo cho chúng ta những cái miếng ingot, những cái miếng như này đây. Ôi sợi ơi. Đây. Chúng ta đã từ từ tôi cho cái chuột nó bớt nhạy đi. Chuột nhạy quá. Một người làm thì làm gì có tiếng Việt. Có tiếng Anh thôi. Con này có một người làm thôi mà. Cưa, tốt. Đây là nhà tôi. Chúng ta có thể đây, nhà của chúng ta đây chả có cái bẹ gì. Có thể ngủ được các thứ ABC. Ở đây tìm đồ. Nhớ tôi nhớ. À đây rồi. Nhặt được cái này chúng ta thăng thêm 2 slot. Inventory. Xe ô tô là nếu tôi không nhầm là chúng ta còn sửa được cả xe ô tô để đi đúng không? Ôi giời, quá nhiều đồ luôn. Ngon nghẻ mẹ luôn. Không cầm được cái này nhở? Đấy, đơn giản như đàn rổ luôn. Chúng ta có cái này là dầu động vật, Coca-Cola và một cái lon thức ăn. Zombie rồi. Có giỏi zombie sao đây? Cần zombie luôn. Lão bồ lều. Con zombie nào sao đây? Con zombie nào bồ lão sao đây? Chúng mày. Vào đây chúng mày xem. Và vũ vật. Và vũ vật. Zom đâu? À game này em nhớ đoạn end trước là mình đến cái cổng lớn. Lúc đó game chưa cập nhật xong đúng rồi. Bây giờ nó khác nhiều lắm rồi, 2 năm mà anh em. 2 năm rồi thanh niên kia cặm cụi lọ mọ làm. Giờ này con game nó thêm nhiều cái mới lạ lắm rồi. Kể cả quái vật các thứ ABC nó có thêm nhiều loại zombie lắm. Chứ không phải trước đây chỉ có mỗi cái bọn zombie vớ vẩn, gấu ghiếc các thứ vớ vẩn đâu. Cướp đúng không? Trước đây có cả cướp mà bây giờ có nhiều thể loại lắm. Nhưng mà có một cái hay hơn anh em ạ, thì tôi kết thúc lộ với anh em nhé. Là trong game này chúng ta có thể cứu được gái. Nhưng mà cái chuyện cứu được gái ấy, nó chỉ là chuyện vớ vẩn thôi. Cái điều quan trọng ý là con game nó có một cái lỗi. Đó là thỉnh thoảng ý, cái em gái mà chúng ta cứu ý, nó sẽ bị lỗi mất bẻ áo đi. Và lúc đấy tâm hồn em ý nó sẽ phơi ra. Tôi thì không biết là thanh niên làm một game đã fix chưa thôi. Hy vọng là anh ấy chưa fix. Fix rồi thì buồn lắm. Lúc đó anh đấy fix rồi à? Mẹ thế mới cài nó fix giải anh em. Ô tổ fix làm đéo gì. Cái cần fix thì không fix. Đây con game này bây giờ nhìn thấy chân thật phết. Lúc cần fix thì đéo fix. Mẹ. À, phần... fix những cái quan trọng đi. Fix những cái nhỏ nhặt làm gì. Có mỗi một người làm phải tập trung vào cái thứ nó gì tí chứ. Mở cửa anh ơi. Nhớ mở. Đây, đây là những cái thứ mà chúng ta có thể chế được đây. Crafting đây. Harvest. Crafting đây. Chúng ta có thể từ cái thanh gỗ chúng ta làm được ra một cái stick. Chúng ta có thể chặt gỗ, cây, chúng ta làm ra firework này. Rồi là wood này, sử dụng cái cưa chúng ta cưa này. Chúng ta xây cửa, xây kiếc này. Đây dây thừng chúng ta làm từ vỏ cây với cả lá. Chúng ta sẽ làm dây thừng. Đấy, thức ăn thì chúng ta có thể có thịt của thú. Chúng ta mang đến ta đổ muối vào. Nó sẽ trở thành thịt để khô. Thịt để được lâu. Chúng ta có thể làm được đuốc, làm được sleeping bag chúng ta ngủ.
thuốc ta là bắn đết. Chúng ta có thể làm được cái mũi tên, chúng ta có thể làm được spear, chúng ta có thể làm được cả shield bằng gỗ nhá. Tức là lá chắn bằng gỗ, rồi chúng ta làm được cả đạn, tức là cái này gọi là thuốc súng nhá. Đây là làm được cả đồ ăn cho gà. Đấy. Đây là Molotov, craft được cả Molotov luôn. Đấy, đây là các thứ chúng ta có thể craft được nhá. Chúng ta có thể harvest được này. Đây là equipment này. Ôi giời ơi. Đẹp dài thế, khiếp. Chị em che mắt vào nhá. Khiếp, nhiều chị em nhìn này chắc thích lắm đấy. Chị em tôi yêu cầu che mắt nha. Không phải là thấy anh ấy như thế cái là bắt đầu tớn mặt lên đâu. Và vẩn, và vẩn. Tớn cái mắt cái mũi lên. Thấy tròn mình vậy thôi, tôi cần nhặt được cái đinh, tôi sẽ làm được cái siêu. Chúng ta nhặt được cái đinh, tôi làm được cái siêu. Và chúng ta cần cái spear nữa. Ta có spear ở đây rồi. Nhưng mà chúng ta cần phải có một con dao găm thì mình có thể làm được cái spear. Mất 20 phút để craft cái này. Chúng ta cần có một dao găm, ta phải đi kiếm con dao găm. Tổ. Tròn lặn, chị em thích lắm. Gì chứ to với tròn chị em thích nhất đấy. Nhà chị em nhé. Tôi lạ gì cái sở thích các chị em trên kênh tôi thật luôn. Sở streamer mà không biết được coi như là cái thị hiếu của các chị em trên kênh thì sở streamer đây sở streamer vớ vẩn. Tại vì anh em chả có một kênh sở streamer nào mà coi như là quan tâm đến các chị em, sở thích chị em như kênh tôi. Nói luôn một câu thế cho nó nhanh. Nói thẳng luôn, nói thẳng nói thật là như vậy. Không có gì à? Không hiểu sao anh em mới kêu mic vọng, vọng ở đâu mà vọng. Cái lốp xe này là chúng ta có thể dùng để lắp vào cái xe để chúng ta di chuyển cho nhanh nhá. Chúng ta bị nhiều đồ quá rồi. Uống cái đi. Đấy. Nhặt. Diêm. Mình nhặt được thêm nhiều cái ba lô để mình chứa đồ thôi, tạm thời chưa cần cái đâu. Chúng ta nhặt đồ là qua kiếm cái dao găm để chúng ta làm một cái giáo. Suga này quan trọng này. Rác. Cành cây thì tôi nghĩ là không cần đâu. Drop cái cành cây đi. Ta lấy bíp can, suga để sau đi. Bên đây có làng, có mạc gì không, có nhà cửa gì không nhở? Bây giờ nó thay đổi hết rồi anh em ạ, map bùm nó khác với ngày xưa rồi. Có gấu nha. Có gấu nha. Chỗ kia là có hình, bãi này có gấu nha. Ok, mày map rồi nó làm khác ngày xưa quá. Chả còn tí gì của map ngày xưa luôn. Game này single thôi hả anh Dũng? Ừ. Game này game single thôi. Cưa mình có rồi. Metal scrap chúng ta build đồ. Cần tìm cái ba lô là đẹp nhất. À xem ta có rồi. Út tốt. Có ai chơi single là anh em phải mua trên Steam nhá. Con game này tôi nghĩ là ổn. Một con game sinh tồn mà tôi nghĩ là ổn. Thì có một người làm mà làm rất tốt. Đây rồi. Đấy, em nhìn thấy chưa? Cái map bây giờ có làm mới mà. Có thêm nhiều khu mới lắm. Ngày xưa tôi nhớ làm gì có cái khu nhà, cái nhà nghỉ này bao giờ đéo đâu. Hay là ngày xưa có nhưng mình không nhớ nhở? Nhưng mà tôi nhớ là ngày xưa là nó khác cơ. Ngày xưa map nó khác cơ. Đúng rồi, nếu mà anh em nào còn nhớ tôi chơi trò này. Đấy, có con zombie ở trong nhà kìa. Anh em thấy có anh zombie chưa? Em chào anh. Trong này có hai anh. Rồi. Em chào hai anh. Hello. Hello. Hello.
Ôi giời ơi, trực tiếp game từ level 83 lên level 84 đã ở live stream 2 năm rồi mới được level 8 mấy. Trong khi anh em chỉ có xem stream được level hơn 100. Anh em cho tôi hỏi là có cái mẹo nó cho tôi lên level hơn 100 được không? Để cho nó có cái chữ đỏ đỏ ấy. Thỉnh thoảng mà có ra ngoài các kênh các chị em ở bên ngoài để mà xem stream ấy, cho nó hiện chat nó hiện lại cái màu đỏ cho chị em để ý tôi. Mẹ, live stream 2 năm mới có level 8 mấy trong khi anh em lại level 100 linh mấy. Tôi đéo hiểu anh em đâu ra lắm level thế. Level viewer cao hơn cả level streamer thì đéo là. Nạp lần đầu à? À phải nạp tiền à? Chơi khó nhau thế. Chơi nạp tiền chơi khó nhau thế. Thế à? Nạp tiền để donate thì hả? Đi comment lung tung cũng thấy lên à? Bây giờ tôi cần gì một con dao găm. Kể mà từ là con dao găm bây giờ là ngon nhất này. Con dao găm là mọi thứ sẽ rất là dễ dàng. Pin pủng vá vẩn. Thức ăn đợi đi. Đạn 9mm. Ôi để sao đi, chưa cần có đạn đâu. Hay thôi cứ cầm theo đạn nhỉ. Có khi chẳng may mình nhận khẩu súng có cái mà còn phòng thủ phòng thiết. Bất cái gì đi bây giờ nhỉ? Diêm để lại. Diêm này sẽ cần để chúng ta đánh lửa, chúng ta làm ấy này. Tôi nghĩ chúng ta vứt một cái lọ đồ ăn này đi. Không cần đâu. Cầm đi đạn. Đấy, nhiều khi cần. Có súng ngắn còn chiến nhau cả bọn zombie. Không thì liên hệ với Nono ấy. Cầm đồ xuống ô dưới là để được. Để xuống dưới hen ấy hả? Ờ đúng nhỉ. Để dưới hen này. Đúng. Anh em nói chuẩn. Được đấy, thật kêu anh em. Nhắc anh em giỏi thế. Đã hiểu sao anh em có thể biết được cái thứ một cái thằng đã từng chơi trò này cách đây 2 năm biết ạ. Anh em định muốn gì có bắt thợ anh em tinh vi anh em giỏi tôi đúng không? Cười nhỉ, giả vờ không biết thì đừng bắt ai. Cố tình thấy người ta không biết còn cố tình nói ra để mình biết. Đâu giả vờ không biết. Tinh vi. Cái sewing kit là để chúng may vá, tôi nghĩ là không cần. Lên trên lầu có súng anh ơi, thế à? Ok luôn. Xem nào. Tôi nhớ không nhầm mà trò này mỗi lần mình bị thương là khó điều trị lắm đúng không? Úi giỏi, ôi em chào hai anh. Thấy có mỗi cái mẹ cái gậy bóng chày chứ làm gì có. Chiến nhau được với hai thằng này không? Hay súng trong này. Thuốc giảm đau, tốt. Anh em lại lừa tôi ấy, lấy đâu ra. Từ. Molotov, chúng ta cần có chai rượu. Cái này là cái gì? Cái này là cái gì nhỉ? Mấy cái này tôi đều có hết rồi này. Chai rượu và chai này. Có chai này bên trong này rồi này. Và chúng ta thiếu mất một cái. Không, tôi sẽ chế ra ngay. Cái này là cái gì nhìn như kiểu bột giặt nhỉ? Bột giặt Obo à? Mình thiếu một cái bột giặt, thành ra là mình không chế được. Diêm.
hết chỗ rồi. Ừ, ném molotov cháy zom phê cực luôn. Mỗi tội tôi chưa có cái nhìn giống như kiểu hình cái bột giặt. Ngon, có găng tay rồi này. Nó lắp ngay găng tay vào thôi. Ơ đi, không lắp găng tay vào được. What the fuck is this shit? Ơ, găng tay đây đúng không? Tại sao không lắp găng tay vào được? Nó giống như bị lỗi nhỉ? À, chọn equip. Chọn equip cho nhanh, chọn equip cho nhanh. Rồi, rác mình sẽ để chế bandit. Súng đâu bạn ơi? Tớ cần khẩu súng bạn ơi. Súng bạn ơi. Cần khẩu súng cái bạn ơi, tớ còn nuôi gà nuôi qué bạn ơi. Nuôi gà nuôi qué sống qua ngày bạn ơi. Chiến nhau zombie luôn đấy kìa. Sợ đèo gì. Chiến nhau luôn nhá. Ui, trong này có súng đấy. Từ tôi xem grab luôn cái grab luôn cái luôn luôn bandit luôn. Cần có một cái chai này, chúng ta sẽ grab bandit. Vào grab bandit và chuẩn bị chiến nhau luôn. Không có nói nhiều. Trình mình giờ cao rồi, sao có phải vũ vã vẩn. West bandit. Đây rồi. Một chai đéo được, biết đâu phải hai chai được một cái bandit à. Con mẹ. Một chai đéo được phải cay chứ. Đéo hiểu. Nhìn tôi đi xử hai con chó cho anh em xem này. Này. Bố mày này. Bố con chó. Bố con chó. Bố con chó. Làm sao? Làm sao? Làm sao? Ơ thì đéo nào. Con nàn. Mất hết cả đồ rồi. Làm cái gì mà cứ đánh mãi cho mày. Đi đi. Đúng là đéo cái dại nào bằng cái dại nào. Anh zombie kinh quá. Mẹ. Anh zombie kinh quá. Nhớ bố mày nhá, con chó giòm nhá. Tại anh em kêu đấy. Lên tầng 2 có lục của anh em đấy. Lục cất. Đánh mấy con giòm khỏe thế. Đánh được con đầu tiên, con thứ hai nó phạc chết luôn à. Ôi, đeo xuống đây nữa. Khôn khổ khôn nàn. Anh em spam xếp tụt cả quần. Thế à? Ồ, thôi cần gì xếp anh em. Chúng ta coi như là chịu trách nhiệm cái gì chúng ta làm chứ. Chơi xếp như thế không cần phải xếp luôn thật anh em luôn. Một lần để chúng ta biết được chúng ta ở cái coi như là địa vị nào trong con game này đã. Nhá. Một lần để xem địa vị của chúng ta ở đâu trong con game này. Đây phía dưới có nhà anh kìa. Mẹ phía dưới tôi nghĩ sẽ có một em gái xinh đẹp. Để từ từ đã. Chắc chắn game nó sẽ coi như tưởng thưởng cho tôi cái hành động lúc nãy. Bằng một em gái xinh đẹp, anh em yên tâm đi. Yên tâm đi.
Game sẽ tưởng thưởng tôi. Mẹ, trên này có gấu. À, tôi biết rồi. Dưới này là làng của mấy thằng cướp đấy. Dưới này là làng của mấy thằng cướp, tôi nhớ rồi. Mẹ, đến gần nó bắn mình chạy thế mẹ này. Trong nhà nó nhốt em gái là cái chắc. Tôi đảm bảo với anh em là mấy thằng chó ở trong nhà nhốt em gái. Tay đang cầm khẩu AK. Lần trước tôi xếp này như nào nhỉ? Từ từ. Bình tĩnh. Con này là có ám sát đúng không anh em nhỉ? Ờ, xếp đã rồi lao vào. Ờ, giờ tôi xếp rồi. Con này tôi nhớ là nó có ám sát đúng không? Trước có lục đứng bắn không? Con này nó có cả ám sát cơ. Xếp rồi, anh em yên tâm, xếp rồi. Tôi nhớ là có ám sát đúng không nhỉ? Tiến đến từ sau lưng nó là xước nó đúng không? Tưởng bảo không xếp, bây giờ không xếp thì lại bảo là khinh viewer. Nói đéo nghe, mà xếp thì lại bảo là tưởng bảo không xếp. Thế là tôi nói như thế nào? Anh em rất khó tính nhá. Buồn cười thật đấy. Người ta lỡ mồm người ta nói một câu thôi. Làm cái gì mà cứ phải gắt gỏng nhau thế nhở? Cứ giả vờ như là mình không để ý đến xem nào. Cười xòe xòa một câu xem nào. Tại sao cứ phải để ý nhau nhỉ? Đây có chai nước uống luôn. Phải chi chiết nhau, dằn vặt nhau nhỉ? Mất hết cả cái tình đi. Chi chiết nhau thôi. Rất buồn. Ồ, trong này có cơm nhá. Trong này có zombie nhá. Game này nó còn léo làm cái chức năng đỡ ạ. Thằng zombie giỏi mày ra đây. Nó có mấy thằng zombie ở đây đã. Hai anh zombie nhá. Hai anh zombie. Sếp đã, chúng ta vào chúng ta chiến. Bình tĩnh, bình tĩnh. Không có gì đâu anh nhá, anh cứ đi đi. Bố con chó. Mà đi mà sao lại chết rồi? Điều hiểu con game mày làm kiểu gì đây? Mẹ nó chứ yếu đéo chịu được. Yêu quá. Yêu đeo chịu được. Hit and run à? Ồ, cái đéo gì này? Ồ, ôi giời, chúng mày gặp phải thức thứ nhất của Buckman rồi các con ạ. À, bố hai con chó, chúng mày dám láo với cả Buckman hả con? Chúng mày dính phải thức thứ nhất của Buckman rồi các con ạ. À, chúng mày chừa chưa? Hả? Hai con chó chừa chưa? Sao còn bố láo với Buckman nữa không? Hả? Bố là Buckman không? Bố là Buckman không? Bố, ai 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 ai. Ai, bố là Buckman à? Bố là Buckman à? À, con chó, bố là Buckman à? Bố nào à? Bố nào à? Bố là Buckman à? Bố là Buckman à? Bố là Buckman. Bố là Buckman, bố là Buckman, bố là Buckman, bố là Buckman, bố là Buckman. Bố là Buckman à? Bố nào à? Bố nào à? Bố là Buckman à? Bố nào à?
Bồ là bức bẹt à? Bồ láo. Bồ bức bẹt à? Ây à! Bố láo với bức bên à? Bố con chó chết ngay. Làm nào để nó tăng máu nhỉ anh em nhỉ? Bắt đầu bên ngoài bắt đầu có sương mù rồi đấy. Mẹ đi bên ngoài bây giờ là nguy hiểm lắm. Mẹ zombie nó lao đến mầm. Sương mù này tốt nhất là chúng ta xây cái giường cho nó ngủ. Đợi khi nó hết sương mù. Đây này, phía trong của em gái đấy anh em ạ. Chúng ta có thể unlock sử dụng cờ rau ba. Đây bên trong có giường đồ gì đấy đấy. Bên trong có thể là có sẽ có em gái đấy mà tôi không có cờ rau ba. Đời tôi nó khốn nạn. Nó lại đéo có crowbar mới đen. Nhưng ta xây cái túi ngủ như nào nhỉ? Túi ngủ. Đây. Cần có lông chim, 2 cái sewing kit, 6 cái lông chim và 7 cái rác. À 10 cái rác. Tìm cái nhà trước kia mà ở anh ơi. Bây giờ nó thay đổi hết map rồi. Nó có giống ngày xưa đéo đâu mà tìm. Game giờ nó khác biệt ngày xưa rồi. Game giờ nó có giống ngày xưa đâu, 2 năm rưỡi rồi. Ơ cái đéo đây, cái này là... Này, ơi sao lại có cái khiên của Skyrim ở trong này? Con mẹ, khiên của Skyrim này. Vai cả Lin. Mẹ. Tìm cái gara, ừ. Căn nhà đó chưa đổi anh ơi. Thế à, tôi nhớ là có một cái gara thật. Hình như đằng kia đúng không? Hình như đằng này. Đây rồi. Tôi thấy có bóng dám cái nhà. Đây rồi. Đây chăng? Hy vọng là đây. Đừng có giọt nhá. Đéo phải. Có tiếng giòm đã ăn cứt rồi. Ôi, thôi. Mẹ, trời sương mù là bọn zombie ra ngoài đấy. Ôi lắm dọp lắm. Đi cẩn thận, nó mà nhìn thấy là vỡ mồm. Ôi, thôi. Còn mẹ mày thôi. Bố mày ghét thôi. Thôi. Đi. Tôi đã tìm thấy một mái nhà. Tôi đã ngỡ rằng có thể vào được trong cái mái nhà đấy. Nhưng đéo được. Cái đường đấy tôi chạy vào tôi đóng cửa luôn. Nhưng mà đéo ngờ là chạy vào sao không kịp đóng cửa. Với hai thằng kia nó đuổi mình gần quá. Tôi định vào là tôi đã đóng cửa luôn mà. Hai anh này là nhiễm thức của Buckman là đờ người ra rồi. Tôi kệ hai anh ấy đi. Đéo cần phải giết luôn. Khổ thân ấy anh. Nhiễm phải coi như là thức của Buckman. Cứ đứng đấy mà chơi nhá. Đéo chơi chúng mày đâu. Đấy mà chơi. Ủa phải đi đây. Vâng, nói em chưa biết. Nhà vệ sinh. Bảo xếp không xếp. Làm cái xiên đi. Xiên phải có con dao. Cứ làm cái xiên đi, có dao đâu mà làm. Ai chả biết là làm cái xiên. Tôi đã làm cái xiên ngay từ đầu rồi mà. Nhưng mà chưa nhận được con dao. Nhận được con dao đã chúng ta mới làm được cái xiên.
anh em có theo có xem từ đầu không? Đéo hiểu. Nó bảo là chúng ta chưa có dao mà. Chúng ta không xiên được. Có dao tôi xiên nó ngay. Sự đéo. Tôi làm cái xiên ngay mà không có. Chúng ta phải tìm lấy con dao găm trước đã. À đây rồi. Ngon. Tuyệt vời. Đúng là ở hiền gặp lành anh em ạ. Mẹ ra ngoài cửa cái ngay con dao găm luôn. Đấy, bây giờ chúng ta mới làm thì mới làm cái này. Xiên sủng gì thì bây giờ mới làm. Đây rồi. Đúng là lắc 100 thật. Cái này đúng là lắc phải tầm 100 nó mới có được cái như thế này. Cất bớt cái đồ như thế nào rồi vứt mẹ bước này đi. Chúng ta có spear. Đánh vào đây. Ok, nhặt cái này lên. 2. Rồi, ok. Chúng ta đã có spear, xếp game. Sẽ vinh ngay. À, ngày xưa tôi nhớ là cái nhà nó ở chỗ này cơ mà nhỉ. Tôi nhớ là trước là cái gara ở chỗ này mà. Quay lại đây một tí nhỉ. Tôi nhớ là cái gara trước ở chỗ này này. Bây giờ thay thành cái nhà này rồi. Không còn cái gara đâu anh em ạ. Rất tiếc. Ngày xưa là chỗ này là cái gara này. Anh cầm anh phi một phát chết luôn. Thế à? Ờ hay 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 hay. Cầm phi phát chết luôn được ấy. Thế thì chúng ta ra phi chết bạn mấy thằng lính kia đi lấy súng. Vừa vào cả chúng ta có súng trong game này ngay thì nó mới bố đời được. Rồi xếp game đã. Mấy con chó cái chuẩn bị có thằng chết. Chúng ta rình mò anh em nhá. Như một con thú. Chúng ta sẽ rình mò. Và mẹ thằng chó kia là Sraw hay là Dr. Disrespect à? Đéo mẹ nó bắn kinh thế. Mẹ nó sấy kinh quá. Mẹ Sraw mẹ nó rồi. Đéo hiểu đây. Chắc chắn là mấy thằng chó là Sraw bắn kinh đéo chịu được. Được rồi. Lần đấy là do tôi đây. Bây giờ chúng ta phải thực sự là hitman. Chúng ta sẽ cầm hòn đá. Đấy. Được rồi, cho nước lên này. À đâu? Đấy. Không ném đá được à? Đã định ném đá dấu tay. Không được thì thôi. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Nhẹ nhàng tiến đến. Gậy tầm vông solo súng máy. Anh em đừng có khinh. Anh em đừng có khinh. Rồi anh em sẽ biết. Đừng khinh. Yeah, có một thằng chó đứng quay lưng đằng kia kìa. Thằng kia sao thằng đầu tiên phải chết. Xem tôi xử nó cho anh em xem. Một phát coi như là này thẳng găm thẳng vào cái đầu chó chết của nó. Bình tĩnh. Rồi chúng ta nấp ở đây. Chúng ta nấp ở đây. Xếp game đã. Nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng cho cái thằng kia nó. Rồi tiến chỗ này đã. Thằng chó kia ở đứng ở đây chưa? Ok. Ui.
Tốt rồi. Ôi nhìn con sao lại suy suốt suốt trượt mẹ đầu nó rồi. Con mẹ đéo mèo sao có thể phi trượt đầu đó à. Phi ngu quá. Mẹ đồ chú. Tôi định ném mẹ căn để cái giáo đấy nó có trọng lực nó kéo dần xuống. Thế đeo nào mẹ nó chứ. Đang định chế để trọng lực cho ta ném cái này nó không có drop à? Game làm chả thật đeo phải có drop chứ. Ném nó phải có cái đéo hiểu ném sượt pé có đầu đâu chứ. Rồi lấy đâu ra gỗ bây giờ, hôm nãy mình có mấy cái thanh gỗ, bây giờ mình có gỗ đâu để chế cái khác. Khổ quá. Mẹ cả nhà cửa của mỗi cái đấy bây giờ ném phim mẹ trước mặt tôi đưa thì nước non đéo. Để từ từ xem nào. Không lẽ phải lốt lại mẹ. Thôi lốt lại nhá. Quit to my loo. Anh ném trượt nó nhưng trúng mắt em rồi à. Được. Còn game bất dậy không làm được drop vũ khí. Thế thì lần này thằng chó kia sẽ chết thôi anh em yên tâm. Ơ à. Ngồi xuống em. Ơ à, đi có mặt xin ra thì cháu nào. Game lỗi mẹ rồi. Ném cái sao nó xuyên mẹ qua cổ thằng kia. Điên à? Hay là phải ném bằng người? What the hell? Game lỗi à? Đéo hiểu ném xuyên đầu. Đéo chết. Mẹ lại bắc men à? Diệp Chi Thu đờ mờ tao không ngừng cười. Cái gì mà cười? Vui lắm mà cười. Cười cái gì? Và vẫn. Đây tôi phi mẹ và đít thằng này xem nào. Ôi ngon. Ồ. Thằng kia nhìn thấy. Ồ. Ồ. Phải phi vào đít. Anh em ạ. À. Bố mày mà nhặt được khẩu súng con chó thì mày chết con ạ. À. Nhanh. Bố đéo cần đạn, bố cần súng, súng nó đâu? Lấy lại cái này. Từ đã. Xếp. Ơ, tầm vong đâu? Mẹ nó bị phun đồ, đéo có tầm vong, lấy tầm vong lại đã. Từ từ, bình tĩnh. Mẹ ném nó, đéo có súng mới cay chứ. Nhặt tầm vong. Tầm. Mấy thằng này chết với tôi hết. Một khi tôi đã biết được như thế rồi thì mấy con chó chỗ chết. Ê. Tập tầm vong tay không tay có. Hai thằng chết. Nếu tôi không nhầm là khẩu súng nó rơi rồi hay sao anh em ạ? Có phải khẩu súng nó rơi kia không? Xếp. Khẩu súng nó rơi rồi, từ từ tôi xử nốt thằng này đã. Ngu rồi con ơi. Ngu ơi đi đâu chết à. Đi. Từ anh ơi. Thôi. Đi. Con mẹ xuyên người mà đéo chết à.
thằng chó đấy bố đời à? Con mẹ. Thì định lấy khẩu súng, định giết thằng kia xong mới lấy súng. Đéo hiểu người thằng đấy, mẹ mình có mẹ để bắn. Ơ kìa, thôi bỏ mẹ tôi rồi. Thôi khốn nạn rồi, bây giờ cứ vào game một cái là nó lại đứng mẹ cái chỗ đấy luôn. Thôi bỏ mẹ tôi rồi, thôi xong mẹ phải xếp của tôi rồi. Thôi xong. Thôi bỏ mẹ rồi, game nó upplay tôi rồi. Thế là hết. Toàn. Đừng anh ơi, đừng nhá, đừng bắn em nhá, đừng nhá. Đừng anh nhá, đừng. Em hứa với anh là em đéo làm gì cả. Đừng. Đừng. Bố mày chạy đây, đừng. Bố mày đéo chơi đâu, đừng. Đừng có vớ vẩn, bố con chó. Bố mày đã làm gì mày mà mày bắn bố mày là con chó? Bố làm gì? Bố con chó. Đau vãi cứt. Nhớ bố mày đấy. Rồi. Xếp. Né như Faker mẹ luôn, thật với anh em. Tôi đã bảo với anh em là cái quả kia tôi định phi nốt thằng kia xong rồi mình ung dung mình nhặt súng. Đéo hiểu sao thằng kia nó có mẹ tấm thân kim cương. Đây này, con mẹ nó đứng ngay kia, mình đéo ăn diệt nó à? Cầm mẹ này lên chặt mẹ vào đầu nó luôn đi, sợ đéo thì dăm ba con chó. Tôi xếp vào sợ đéo thì. Đang định lẻn ra nhặt cây súng. Con chó nhớ bố nha. Mẹ, tai nó thính quá. Đang định lẻn nhặt súng phải không? Ám sát được không? Lúc nãy tôi hỏi anh em mà có ám sát không mới nhỉ. Thế anh em bảo là làm đéo có. Mẹ. Có ám sát không? Tôi định chặt, nhưng mà lúc đấy lại nhìn thấy cái khẩu súng ngay bên cạnh chân nó ấy. Lại nhìn thấy ngon quá. Thế là kiểu vẽ bị nó cuốn hút ấy. Nhìn thấy khẩu súng ngon quá, lại chạy lấy khẩu súng xong giết nó. Đéo ngờ con chó nó đứng đấy, nó lại còn mẹ. Nó còn thỉnh thoảng nó ngoảnh ra nó nhìn. Ấy, anh em thấy chưa? Thỉnh thoảng ngoảnh ra nhìn đấy. Thằng mất dạy. Ấy, thấy chưa? Thấy chưa? Chó khôn lắm. Khôn vì có anh sẽ kết. Ồ. Thế đéo nào chết rồi, tôi vẫn kịp phát nó phát kìa. Đúng, có execute nha. Nhưng mà đằng sau mình có một thằng. Có ám sát thật. Mẹ. Trước khi chết tôi vẫn mẹ phạt cho nó phát kìa bạn. Đéo hiểu. Trước khi nằm xuống hiểu không? Quán tính tay của tôi vẫn phang, anh ấy vẫn nằm. Tay mà lúc đấy nó lực quá anh em hiểu không? Tay phang của nó lực. Mặc dù người đã dính đạn nhưng mà kiểu quán tính của tay vẫn phang ấy. Toác thủ mẹ luôn. Không cần phải ra anh em ạ. Mình có ra trong người là được. Từ tôi xem cái thằng chó cái đó đứng ở chỗ đéo nào. Mẹ nó. Dám can thiệp vào quá trình giết người của tôi. Đây rồi, con chó kia đây rồi. Mẹ mày. Thì đéo nó lại hồi lại mẹ ba thằng rồi.
Bisman hôi lại ba thằng rồi. Con mẹ game, nó hồi lại ba thằng mẹ nó rồi còn đâu. Nào, đừng có quậy đây nhá, đi vào trong đi. Đừng. Đi. Thôi bây giờ phải làm 3 cây thôi. Chịu khó đi nhặt làm 3 cây thôi chứ còn bây giờ khó chơi các anh lắm mẹ. Phải làm 3 cây thôi anh em ạ. Anh ấy bắn xong anh ấy như không luôn. Mẹ bắn mình xong anh ấy mẹ tiếp tục đi tiếp phải không? Như kiểu coi mình chỉ làm cái mẹ cái bị thịt bị bông ấy. Ô thằng chó, mẹ giết người mà đéo thấy mẹ. Mày không thấy mày cắn rất lương tâm à? Ở đây đây có ba lô rồi ngon. Mình tôi mà chế được cái mô mẹ tô lốp thì ngon. Bây giờ phải đi kiếm được mấy cái đéo hiểu sao nhá, hồi lại địch. Nhưng mà cái máu của mình thì đéo hồi. Làm game mẹ vô lý đéo chịu được. Địch thì cho hồi lại toàn bộ, nhưng máu của mình thì đéo hồi. Mà cha, đây rồi. Một cái phải làm ít nhất là hai cái thì mới xử chúng nó được anh em ạ. Phải làm hai cái. Ơ, đằng kia có người. Từ từ đã. Đằng kia có người. Đằng kia có người nhá. Có dấu hiệu người kìa. À đâu, đây là xe ô tô lái được. Thế thì mấy thằng chó cái chết với bố rồi. À nhưng mà nó bị thiếu bánh. Mẹ. Từ từ, chúng ta kiếm được bánh là ok. Kiếm được bánh mẹ tôi sẽ đâm cho mấy con chó cái nát thủ luôn. Động cơ ngon. Động con mẹ nhà nó cơ luôn. Xe đang bị thiếu động cơ này. Nói chung thiếu nhiều thứ. Ở đây có một cái động cơ, cứ để đây, ở đây đi. Được rồi, tôi có hai cái này là tôi đủ chiến mấy thằng chó kia rồi. Anh em xem đây này. Chó chết. Xem đây này. Chó sẽ biết thế nào là công đạo. Bố con chó. Một con chó chết. Một con chó chết. Con chó thứ hai đang ra đây đứng nhìn. Ây da! À, có đôi chút có đôi chút chưa chuẩn chỉ anh em nhé. Có đôi chút chưa được chuẩn chỉ. Có bình tĩnh. Cần gì phải xếp. Xếp bây giờ thì nó vẫn ra ba thằng thôi mà. Khác cái đéo với nhau đâu mà phải xếp làm cái đéo gì anh em. Trừ khi chúng ta giết tất cả này xong. Còn không nó lại lốt lại, nó lại quay lại mấy thằng cướp đấy. Xếp làm cái gì, giữa chừng làm cái gì. Kiểu như là mình phải thanh toán cả khu của nó đi. Xong rồi thì lúc đấy mình mới gì. Chứ xếp giữa chừng nó lại sống lại mà. Xếp làm cái gì cho mệt. Xử cả ba thằng nữa chúng ta xếp là vừa. Mất cái gì đâu. Bây giờ tôi phải bắn thằng chó này trước đã, xong rồi mình từ từ mình đỡ hai thằng kia ra đi đã rồi mình mới chiến được. Vậy tôi lại cứ tưởng chỉ có một thằng thôi, cay thế. Một thằng chết. Đấy, hai đầu chạy ra đấy. Hai đầu chạy ra đấy. Ủa mẹ
AI nó kinh quá. Tôi thề với anh em nhé, lần này là lần cuối cùng, nếu như lần này mà tôi còn chết, tôi sủa. Đéo nói nhiều, lần này mà chết nhá, sủa. Điên lên. Làm nhau gì luôn, mấy con chó làm nhau gì luôn. Lần này mới đúng là du kích đấy này. Mấy thằng chó kia vậy cầm súng có vẻ cóng nhở. Cảm ơn anh em An Phùng. CD Project Red nên thuê dép con này về làm AI. Ừ, anh nói chuẩn đấy mẹ. Bọn CD Project thuê ngay bọn này về làm AI cho. Mẹ nó làm thế này nó mới là AI chứ. Đéo ai AI, mấy con chùm ở trong vậy, trong Cyberpunk mẹ, ngu như chó. Chết mẹ mày đây. Cái nghe chưa, chạy ra đây. Con chó chạy ra mà xem đồng đội của mày vừa bị tao mẹ ném mẹ cọc mẹ giữa đầu đi con. Bố con chó. Ờ. Choáng rồi, sợ choáng rồi. Ngồi mẹ luôn mà ỉa ra quần luôn mà. Cóng hả? Mẹ nhìn đồng đội mẹ chết cái cóng. Đờ người. Ờ, làm gì? Biết bố mẹ ở đâu? Ờ. 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 Bố lại sợ mày quá cơ. Đúng chất du kích quân luôn. Dương Đông kích Tây. Đó. Ừ, mẹ tôi nhận được khẩu súng rồi. Tôi nhận được khẩu súng rồi. Đấy ôi, mẹ mày. Ơ, sao không cầm được? Đi, súng hỏng rồi. Con mẹ súng bị hỏng. Ý, bị cay chú. Mẹ mày, bố có chó. Nó vừa mới bắn cho chả chạy. Mẹ nó vừa mới bắn nó đuổi. Mẹ chạy phọt cả cứt ra. Anh em lại hỏi là tại sao lại chạy. Anh em không nhìn thấy máu tôi bị nó bắn cho. Mẹ mất gần hết máu đây à.
Bây giờ phải tìm hiểu xem con chó nó đứng đâu đã, mình mới từ từ mình sửa được anh em ạ. Tôi không xếp bởi vì là xếp nuốt lại ba thằng lại sống lại. Cái cơ chế con game mà như thế. Chúng ta xếp ba thằng lại sống lại, xếp làm cái gì? Kiểu như là phải xử hết chúng nó một lần ý. Chắc là thế thì game nó mới đéo respawn lại. Cái thằng chó nó ở chỗ đéo nào. Nó bắn mình pha nó đuổi bắn kinh thế, còn chạy ra tô nó bắn kinh. Con chó nó ở đâu? Chỗ đéo nào nhỉ? Sê kì ơi. Tôi biết rồi nhá. Đó, chó đứng. Chó nó đi tuần trong này này. Đó, nó đi rồi. Mẹ mày. Bố biết mày đang ở đâu rồi con chó ạ. Chuẩn bị tinh thần mà nạp mạng đi. Đứng lại để bố mày ném cho chuẩn. Ui dùi ơ kìa. Đừng có mày thế nào thế nào. Đừng có mày sao này cả. Nó chết. Nó thế đéo nào. Phi chết tôi cơ mà. Công bằng. Con game này bị ngu rồi. Đéo công bằng. Mẹ. Con game này bị rồ rồi. Gâu gâu gâu. Đéo hiểu đi. Mẹ, nó kịp quay lại bắn một phát à? Thật, bắn boss nó còn bắn nhanh cả nhận thức của tôi. Ơ! Thôi. Ờ, làm đéo nhau. Cảm ơn anh em Trung Harry gửi sticker. Outplay ngay. Dăm ba con chó. Dăm ba con chó. Tôi outplay với chúng nó ngay. Nghĩ gì? Tôi giả ngu thôi. Tôn Tẫn giả điên đấy. Anh ơi. Nhặt lại nhanh mẹ mày lên. Sao đều nhặt được. Nhặt rồi phắn thôi. Đéo hiểu. Đã bảo là súng hỏng lấy con kẹt à. Cứ súng đéo lấy. Hỏng mẹ lấy đéo được. Lấy được đã lấy rồi. Trong này ném mấy thằng chó là auto súng hỏng mà. Đây rồi. Cơ hội đây rồi.
chết mẹ mày đi, chết mẹ mày đi, xong chưa? Bố mấy con chó, bố mấy con chó, bố láo với bố mày, bố mấy con chó. Chúng mày tuổi với bố luôn, câu cho nhanh đi. Bố mấy con chó, bố mấy con chó. Láo với tôi, bít bít lên game, bít bít lên. Đấy, súng auto hỏng, đéo hiểu. Đàn hương hình luôn. Quá bố đời với pha đấy mẹ luôn. Shotgun này anh em này, mà broken mẹ rồi. Uống nước đã. Bây giờ khát nước khổ. Xếp 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 xếp. Tí nó lại về à? Mẹ. Nhưng mà ít nhất là mình cũng lút xong cái đống này rồi thì mình cũng không tiếc lắm. Không biết là mấy khẩu súng hỏng mình có chữa được không? Chắc là có chứ đúng không? Chắc là phải có chứ. Từ từ, có một thằng chết đây mình chưa lục. Băng đạn ngay. Băng đạn. Sọt con nhà bà gắn ngay. Láo bù lều. Súp lơ này. Đéo phải sao ăn súp lơ vào lại bị khát nước. Ô tổ. Hết nước rồi. Cái chai này có về sao có để mình hứng nước hồ nước sông rồi mang lên không nhỉ? Nào vào nhà xem nào. Chiến lợi phẩm của tôi đang ở trong nhà đấy kìa bạn. Em gái ơi, anh biết là có em gái ở trong này mà. Em ơi, mẹ phải có crowbar mới được. Em gái ở trong này đấy anh em ạ. Tôi thề với anh em là em gái ở trong này. Tôi cần phải có một cái lockpick với crowbar. Tôi thề với anh em là em gái ở trong đấy. Tôi thề. Vừa nãy là mình đã có cái crowbar. Chỉ cần có cái crowbar thôi là mọi việc sẽ mẹ ổn thỏa mẹ luôn. Nhưng mà đéo có crowbar mà cay chú. Một là lockpick, hai là crowbar. Em gái trong này đấy, em gái trong 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 nhà đấy. Điếc, đéo có em gái trong này rồi. Phòng trống rồi, ngày xưa là có em gái, bây giờ nó bỏ mẹ em gái chỗ khác rồi. Thằng làm game bất dạy. Không hiểu nghĩ cái gì. Game ý nhá, phải cho người ta một cái vậy, động lực để người ta còn sống chứ. Lại dao. Cưa mình có rồi đúng không? Thôi rồi đi thôi. Chiến công này là quá đủ để bố đời rồi. Kệ chúng nó thôi. Đi dọc về hướng này xem có cái gì. Xếp game ở ngoài không tí lốt lại là gặp bọn cướp luôn. Ở đây tôi xếp ở đây. Tôi xếp đứng ở tận đây rồi đây. Cướp nó hồi lại. Gọi được. Chúng ta chạy về hướng nhiều ô tô để xem. Ngày xưa tôi nhớ là cái gara nằm ở cái chỗ cái nhà này này. Nhưng bây giờ nó bỏ gara đi rồi. Hỏi game gì sao không ai trả lời. Nam Nguyễn. Có bạn Nam đang bực kìa anh em ơi. Bạn Nam đang bảo là hỏi mà sao đéo ai trả lời kìa. Lại còn viết chữ in hoa kiểu hét vào mặt mọi người ấy. Tại sao bố mày hỏi mà đéo ai trả lời. Đấy. Hỏi thế thì đéo ai trả lời đâu. Tôi nói trước. Hỏi với thái độ như vậy thì đéo ai trả lời đâu. Nhé. Ở đâu ra cái kiểu hỏi thái độ như thế thì...
Trong này có zombie đúng không? Đây, cái này là mình có thể làm thành nhà mình ở được này. Vấn đề là tôi phải xử bọn zombie trong này đã. Nếu tôi không nhầm, ở trong này có mấy con zombie cơ. Mẹ, máu của mình đang ít. Xếp phát chó lành. Zom ơi. Zom. Zom ơi. Không có zom. Mày có zom à? Zom ơi. Không có zom. Siêu ở làm túi ngủ. Được, 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 được. Siêu ở làm túi ngủ. Tôi có ráp cái túi ngủ đã. Thiếu mất 6 cái lông chim. Đéo hiểu lông chim vặt mẹ quần ra. Lông chim thiếu đéo gì. Rồi tôi chữ tạm đạn trong này đi. Khi mà súng còn chưa fix được thì chúng ta chữ tạm đạn trong này đi. Chữ cả súng trong này luôn. Mấy cái đồ mà hỏng hỏng chúng ta có thể chữ bớt ở trong này. Chưa có lục cất hết đạn vào đây, nó dẹp bớt cái thứ vớ vẩn đi. Được rồi, ra kiếm mấy cái lông chim, chúng ta sẽ xây cái túi ngủ ở trong cái nhà này. Nhiều đạn ấy. Búa ngon. Búa này là mình có thể xây dựng rồi đấy. Suga. Đồ. Muối để mình giết thịt. Giết thì thôi chưa cần. Ok. Đi xung quanh kiếm cái lông chim nữa. Doanh trại quân đội. Trong mày có đồ ngọt lên chứ. Lựu đạn luôn ngon. Ui xôi, cái gì đây? Ồ, cái này là thức ăn. Ngon. Quá ngon nghẻ mẹ luôn. Găng tay. Thay găng tay mới luôn. Cái bánh răng này không biết làm gì. Đây là động cơ máy xe ô tô. Xăng. Anh em nhớ giúp tôi là khu này là khu có xăng. Động cơ ô tô này, xăng này, pin nhá. Sau này mình quay lại mình tìm. Ngon luôn. Đạn. Bê hết về nhà rồi vứt ở nhà từ từ đã. Mình tìm được chỗ nào làm nhà cho nó ngon nghẻ. Không tìm được cái gara năm xưa nhở. Tìm cái gara năm xưa cơ.
cái gara năm xưa mình làm nhà trong đấy nó ngon nghẻ lắm. Trời ơi, thằng làm game tự nhiên nó bỏ đi. Có cái gara đấy phải mọi thứ nó ngon nghẻ hơn bao nhiêu. Từ từ tôi đi khám phá map đã, xem nó có gì mới không. Ồ, tường chắn ở đây rồi. Chắc là map mới mở được cái chỗ này thì bề dọc thôi. Bề ngang chúng ta vẫn phải sẽ đi sâu vào đằng kia xem sao. Kế cái nhà hồi nãy, cái gara lúc nãy á, đâu? Cái gara kia tôi nhớ là bên trong nó còn có một đống có bàn chế các thứ mà, không phải gara lúc nãy đâu. Gara khác. Nếu mà anh em nhầm cái gara đấy không phải gara đấy đâu, gara khác nhá. Nó giống như một cái nhà nhỏ, đi vào trong đấy nó còn có mấy cái bàn chế cơ. Bàn rồi là có một ít những cái vật dụng trong nhà cơ. Gara lại không phải gara. Anh em trước không xem à? Đấy, gara trước, gara khác. Ngày xưa anh em không xem rồi. Đó là một cái gara khác cơ. Anh tìm cái tháp cao cao trên đồi có đồ ngon lắm. Đâu nhỉ? Đấy, món trên này. Map nó còn rộng mà, thoải mái đi. Xem là có những cái khu nào nó ra hồn. Khu này mình vào chưa nhỉ? Chưa đúng không? Cả một cái trường học luôn. Từ chỗ mấy thằng cướp đi ngược lên. Đây thế. Đây có cái anten đây này. Đúng cái chỗ anh em bảo chưa? Anten đây đúng không? Có cái tháp anten đây này. Không mở được cửa. Không anh, nó là kiểu tháp canh. Được, uống yết các thứ vào cho nó. Mình chưa đói lắm. Chưa cần phải uống lắm. Nó không vào bên trong này được, chảy sao xây cả nhà to như này mà nó không cho mình vào. Mẹ. Stamina tăng chậm thật. Kiểu mình không ngủ ấy, sức nó bắt đầu nó bắt đầu rút sức ấy. Mà stamina tăng rất chậm. Tôi nhớ ngày xưa là mình còn đi vào cả mấy khu thị trấn cơ. Tôi nhớ mình còn phải đi vào cả mấy khu thị trấn cơ. Tiết kiệm stamina rồi không dám chạy nhiều. Mỗi tổ map thì rộng mà chả có nhà cửa đéo. Ơ con gà anh em ơi. Bắt gà về nuôi. Bắt gà về nuôi như nào nhỉ? Ngày xưa bắt gà như nào nhỉ anh em nhỉ? Từ từ tôi bắt gà như nào nhỉ? Chết, đéo nhớ. Ngày xưa bắt gà như nào nhỉ? Tôi thấy mấy con gà rồi bắt gà về nuôi chứ. Lấy trứng mà ăn chứ. Thịt thà các thứ. Đây có nhiều gà lắm. Bắt một con gà. Từ từ đi. Chẹo sao bắt đúng không? Từ từ. Rồi. Gai rồi. Ôi ôi khiếp, chạy nhanh thế. Bố mày con chó gà. Mày chạy đâu con chó gà? Chạy đi đâu hả con chó gà?
Chạy đi đâu hả con chó gà? Đứng yên đấy cho bố. Kẹt mẹ mày đường rồi con ơi, chạy vào mắt con ạ. Ôi, mẹ rẽ nhanh thế. Ui xôi, ôi. Quá đơn giản. Bồ lao bồ lêu với chúng tôi. Này sao tôi cảm giác con game này sau 2 năm rưỡi nó làm mà tôi cảm giác nhà cửa nó làm còn ít hơn ngày xưa thì đéo được nhỉ. Anh em cảm giác không? Ngày xưa tôi nhớ nhiều nhà nhiều cửa lắm cơ. Tại sao bây giờ cảm giác sau 2 năm rưỡi anh ấy làm chả thấy đéo gì mới cả thì đéo là. Chả thấy có nhà cửa đéo gì là thế nào? Hay là do mình đi vào cái nơi đéo có nhà? Tôi nhớ ngày xưa nhiều nhà lắm cơ. Nhà cửa các thứ vậy. Đéo hiểu 2 năm rưỡi làm game thì vẫn mẹ cứ toàn hoang này, chả thấy cái đéo. Nhà thì toàn bắt chạy nhau nhầm. Nâng cấp AI. Đấy, chúng ta lại quay về chỗ mấy thằng cướp rồi. À không, chỗ này không phải chỗ mấy thằng cướp đâu, chỗ khác đấy. Nhưng mà nếu tôi không nhầm là chỗ này là... chỗ này là có cướp. Để từ từ xem nào. Không phải à? Ném bô nó mấy cái đồ vũ vật này đi. Ủa? Mẹ doanh trại quân đội. Súng đạn heo. Gì đây? Ngon, machete đây rồi. Tuyệt vời. Tôi đã có machete. Ờ, con gà bị thả mẹ chạy đéo chạy được. Ờ. Kìa. Kìa, gà kìa. Gà với chúng tôi này. Bây giờ phải cầm dao mới thịt được gà hay sao nhỉ? Đúng anh em, làm lại tôi thịt gà. Làm lại thịt được con gà này. Ăn tạm con gà cái mới khổ. À đây. Harvest. Cho ăn gà vào đây. Đấy. Chúng ta đã có món thịt gà. Ngon ngay. Úi dồi ôi, nhiều đùi gà lắm. Từ từ. Vứt bớt mấy cái đồ bò vá vẩn đi. Mình sẽ... gì nhỉ? Kéo cái này vào cái đùi gà. Làm nào để muối được thịt nhỉ anh em nhỉ? Grab đi đúng không? À không, phải thịt này mới được. Thịt gà không làm khô được.
Một con gà mà lắm đùi này. Một con gà có 4 cái đùi. What the fuck? Vâng thưa anh em, một con gà chúng ta có 4 cái đùi. Nhất hạng đấy. Để xem nó vứt bớt mấy cái đồ va vẩn đi xem nào. Gỗ này vứt bẹ đi. Nhặt lông chim. Nhặt lông chim. Lông chim và đùi. Đến bây giờ vẫn chưa có cái giường ngủ. Sáu lông chim mới ngủ được. Con mẹ, làm cái giường ngủ đi bạn ơi. Tớp luôn cái này đi. Ăn uống vào, đợi cái đéo gì nữa. Tớp đi. Trời bắt đầu lạnh, xuống dưới 10 độ C rồi kìa. Tớp đi còn đợi cái gì nữa. Kiếm cái chỗ nào đấy mà nghỉ ngơi. Rồi. Mình kiếm mấy cái lông chim. Ô, khu trò chơi này. Khu trò chơi bỏ hoang. Ở đây có mấy nhà to lắm. Vào thử xem sao. Bể nước này. Ngày xưa tôi nhớ lông chim mình nhặt được nhiều lắm cơ. Rồi sao giờ ít thế? Đây 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 đây. Ngon 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 ngon. Ôi ôi. Đếm sao nó đéo chết được thế nào. Bây giờ lại có mỗi dao găm tôi thì nước đón đéo gì. Chạy xung quanh đây. Mày quá. Mẹ machete thì đéo cầm. Cành thế. Thì chết. Xếp 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 xếp. Mẹ con kia bị ném thế mà không chết ạ. Gậy vẫn còn găm vào người đúng kìa. Cái nhau nó đéo chết nhỉ. Đồ đạc đây. Ra đây. Ủa con chó. Ờ. Điếc. Từ chỗ nhà trắng đi ra đường cái rẽ trái một đoạn là thấy guốc Ben. Từ chỗ nhà trắng đi ra đường cái rẽ trái à? Nhà trắng đi ra đường cái rẽ trái. Nhà trắng cái nhà này hả? Phải nhà này không? Đúng rồi, phải có cái nhà phải có cái guốc Ben cơ. Chúng ta sinh sống ở đấy thì mới được. Ngày xưa nó làm cái nhà kia ngay gần, tìm nó dễ, bây giờ không có cái nhà đấy sống sót khó quá. Đấy này. Từ cái trắng đi ra đường rẽ trái đây, cái đường này đúng không? Đường cái đây đúng không? Ôi dồi ôi, chỗ canh cướp nhá. Đấy, chỗ này là chỗ canh cướp nhá. Ôi ôi. Vai cả lìn. Ô. Ôi. Thôi.
Đường cái đây, đường cái đây, đường cái đây, đường cái đây anh em ơi, đường cái đây, đường cái đây, đường cái đây. Đường cái đây rồi. Nó sẽ đi giờ đường cái. May mấy thằng kia chúc là nhập nhoạng nó không nhìn thấy tôi. Bây giờ đang nhúc nhập nhoạng em hiểu không? Trời nó nhập nhoạng. Nó không nhìn thấy tôi. May. Bánh xe này. Cái trạm xăng này có bàn Grab không anh em? Kiếm nhà nào có bàn Grab mẹ. Khó quá. Có ban đết trong vali à? Sao tôi không nhìn thấy nhỉ? Đã hiểu, các anh ấy đứng từ nhà, các anh cẩu một viên trúng người. Bắn kinh thật. Cái nhà trắng bỏ đạn. Đi ra đường cái rồi, bây giờ anh em mình nói đến cái nhà trắng bỏ đạn thì nó thật với anh em, về thì đâu được cái nhà đấy bây giờ nữa. Bây giờ anh em mình nói đến cái nhà trắng bỏ đạn thì về thì đâu được nhà đấy nữa. Đi 10 năm mẹ rồi. Nói mẹ từ cái lúc người ta ở cái nhà đi thì đéo nói. Bây giờ anh em mình nói nước non đéo gì nữa. Bây giờ điên tận đầu tận đâu rồi thì còn, bây giờ mình nhắc đến cái nhà trắng bỏ đạn. À đây nhà này đây. Đúng nhà này không nhỉ? Ờ may quá đúng cái nhà này luôn. Đúng này không? Phải không nhỉ? Nhưng không phải sao? Không phải nhà nữa, nhà khác. Ngày xưa tôi nhớ là chúng ta chiến với Zom, chúng ta có thể vừa chạy vừa đánh cơ. Hit and run cơ. Và bây giờ là không chơi trò hit and run với cả Zom được nữa. Hiểu cho đạn là một cái đéo gì mà không cho súng. Không cho súng cho đạn đéo. Giường này nó không cho ngủ. Mình phải build hẳn giường cơ. Giờ nó có cho ngủ đâu mà giường ngủ. Lại quậy chỗ anh rồi. Con mẹ thằng đấy nó chơi mẹ được tôi chơi K98 à? Thằng chó chơi K98 nhá. Mẹ tôi, mẹ cái thằng ấy chơi K98 chắc chắn chơi K98 mẹ luôn. Đứng từ cái nhà đấy mà nó cẩu một phát. Bọn này có sniper rồi. Nó nhìn thấy mình phát là mình đứt. Là căn bản tôi ít máu quá. Mình đi xa quá, thì ra bây giờ khó tìm lại được cái đường về. Ừ.
mẹ đéo nhảy qua đây được. Tổ sư. Đi xa quá. Đường cái đây này. Ngã còn mau bị đau chứ. Hồ ở dưới. Sẽ chạy được cái đường này của hồ. Quay lại cái chỗ nhà kia, lấy cái băng cạc, băng vải tăng lại tí máu. Qua đây các anh đừng nhìn thấy nhá. Mẹ không lại thấy cái mắt của anh hiện lên phát là một viên đạn vào đầu mẹ luôn. Đéo ai chơi đâu. Từ đây mình sẽ đi dọc tiếp cái đường xuống xem sao. Vali này đúng không? Chít mình ngay. Chít mình đi. Sao nó không chít mình? Mình bị làm sao không được? Mình phải bị chảy máu cơ. Mình phải bị chảy máu thì mới dùng bandage được. Bây giờ là không dùng gì được. Máu thế này thì muốn tăng máu chỉ có ngủ, ăn no xong mình ngủ thôi sao ấy. Hiện tại là không, tôi không biết tăng máu như nào. Vãi cả cứt. Mẹ con game mày điên rồi. Trời ơi, thì đéo được cái con game gì này. Mẹ nó cứ từ xa nó làm một phát coi như là K98 vào giữa đầu. Thì lại nằm mẹ xuống thì chơi bời đéo nữa. Mẹ nó chứ. Hết bố nó stamina rồi đâu mà chạy. Thật, mẹ tôi đi xa quá rồi. Có khi tôi chạy mẹ vào giữa nhà bộ này luôn thì tôi sợ đéo dầm bà thằng bố bà mẹ nhà chúng mày này. Nào. Ở chơi mẹ nhau đi. Bắn mẹ của mày đi. Đẹp, bắn từ đâu đến đây? Bán từ đầu đến liền. Thế quay vào. Nó đi xa quá rồi. Bây giờ đi tiếp thì nó. Là tôi nghĩ chúng ta đi vòng lại cái đường này đi xem nào. Vòng lại cái đường này xem nào. Cố gắng để tìm lại đường về. Mẹ cái nơi ngày xưa. Nơi ngày xưa thơ bé. Tìm được cái nhà của cái bàn crap thì nó mới thay đổi đời được. Không có cái bàn crap khó chơi lắm. Quay về hướng này xem. Không có map. Ấy dạ, Prop and Sex nha. Quả cột điện này là quả cột điện Prop and Sex nha. Thằng nào biến thành cột điện đây? Bắn cho lủng người. Ô cái gì đây? Hang động này, hang bắc bó này. Ờ, mẹ tôi tìm được hang bắc bó rồi. Ờ,
có người từng sinh sống ở đây. Căn bản là game một người làm cho chúng ta không trông đợi hơn được. Ôi này, cửa hầm đây. Ô, có cả điện luôn. Quỳnh không? Tivi ti vủng này. Ngon. Ở đây mà có cái bàn cờ ráp nữa thì nó là tuyệt vời mẹ luôn. Mỗi tội đấy đều có bàn crap thì cay chứ. Đéo mở được. Không làm gì được. Nói chung là đúng là phải có phải tầm 3, ít nhất là phải 3 người. Giống kiểu đụt studio ấy. Một người làm thì nó lâu lắm. Không có gì. Tôi cảm tưởng như kiểu là nó build mấy cái chỗ này nhưng mà nó cái thanh niên mà làm ấy. Build mấy chỗ này nhưng mà build xong là để đấy bởi vì là chưa ấy tiếp này, mấy chỗ này còn lỗi loạn lên này. Kiểu build xong cứ để đấy ấy, để cập nhật sau ấy. Thành ra là nhiều chỗ build nhưng mà vào nó chả có cái mục đích gì khi mà đi vào trong đấy. Map thì cố tình làm rất là rộng nhưng mà chẳng có cái gì. Đáng lẽ dụ như những cái chỗ rộng như này, một khi đã mở ra rộng ấy, thì người ta phải có mục đích. Còn nếu đã không có gì thì sẽ không mở. Đây giữa đây còn có mấy cái mẹ lo thức ăn vứt ở giữa chỗ này này. Kiểu nó hơi vô lý ấy. Ấy rộng này làm gì khi mà ở đây không có gì. Làm rộng bên này để làm cái gì? Thà là nếu mà đã không có thì quay nó lại thành cái khu nó nhỏ thôi. Nhưng mà nó có nhà, có cửa, có cái này cái khác. Đây làm rộng khu hút này xong rồi chả có cái mẹ gì. Làng mạc chả có, nhà cửa chả có. À đây cái tháp canh đây đúng không anh em? Tôi nhìn thấy ở đây nó có một cái. Hôm nay có anh em bảo tháp anten này, tôi nhìn ở đây cái đường này, đường lên cái tháp anten đúng không? Có phải là cái chỗ mà anh em bảo cho anh nhiều đồ ngon lắm đúng không? Đây này, giúp cái chòi này. Có lẽ nào mình lại tìm thấy được. Khi mọi hy vọng đã tắt, mình lại tìm thấy được cái chỗ. Cái gì đây? Đấy, xây dựng nhà đây này. Nhà tôi đấy game. Đấy, tạo thành active bay. Từ bây giờ cái chỗ này sẽ chính là active bay của tôi. Đấy. Căn nhà nhỏ trên thảo nguyên. Có cướp trên này à? Tôi sợ đéo cái dăm ba thằng cướp. Tao có cái giấy khô ấy, chúng mày làm gì chúng mày làm. Nói thật một câu như vậy cho nó nhanh. Đây, chòi canh đây. Chuẩn chòi canh chưa anh em? Chòi canh đây, màu vàng đây. Gấu đi, có mày gấu. Đi đâu chòi đâu nha. Gấu mẹ. Không có que. Từ cắt con gấu đã. Con gấu to lắm. Con này mà cạp phát là chết. Xếp vào đã. Được.
Nói nhiều rồi. Nói nhiều tôi đang phi đến. Nhưng nếu sắp là tôi đã... Ờ nhỉ, mình có liệu mà, quên. Ừ. Đúng, mình có liệu mà. Để tôi lại đúng mới quên đấy. Trong lúc coi như là bối rối, quên mẹ mất là mình có liệu. Bỏ mẹ rồi. Bố inventory bố đéo chết. Bố inventory là bố đéo chết. Ủa. Vào cái phải chạy ngay thôi. Cho bố mày lốt cái game đã. Con chó gấu, cho bố mày lốt cái game đã. Rồi đuổi bố mày đi con chó. Chó gấu đâu rồi? Bố mày quét. Ngon. Đây thưa anh của em. Thực ra chả có cái mẹ gì. Anh em bảo trên này nhiều đồ lắm. Thế hiểu đồ gì. Đồ gì đâu. Tôi cứ tưởng là đồ đạc nhiều thế nào. Cái này đồ đọc gì. Có gấu chó đâu rồi. Gấu ơi. Thế đéo nào gấu bị lỗi mất mẹ gấu rồi. Gấu đã dính vảy mẹ. Thức của Buckman. Gấu đi rồi. Từ chó trở đi chúng ta không còn gặp gấu. À đây bạn gấu đây. Bạn gấu đây. Bố con chó gấu. Bỏ mẹ tôi ném trượt đó rồi. Mẹ. Nào chạy nhanh. Đuổi được cất bố mày con chó ạ. À. Ôi làm gì cơ. Cái gì cơ. Cái gì cơ. Cái gì cơ. Hả cái gì. Cái gì cơ. Bố mày sợ mày quá cơ. Cái gì. Cái gì. Cái gì. Bố chó. Sợ mày quá. Bây giờ không làm được chỗ ngủ. Thành ra là không ngủ đợi sáng được. Ít nhất tao phải có mấy cái lông chim để làm cái túi ngủ thì mới ngủ sáng được. À ngủ dưới đất là lúc nào nhỉ. Con game này có cái nút ngủ dưới đất là nút nào nhỉ anh em nhỉ? Tôi xem cái nút ngủ dưới đất là nút gì? Ngủ. Bảy. Mười hai tiếng. For wake up. Nghe thấy gì đấy? Nghe thấy cái đéo gì mà dậy. Giữa đêm dậy em đéo em ơi ngủ đi. Nó va vẩn.
Đang ngủ ngon mẹ vá vẩn. Ngủ đi. Rồi. Sáng rõ sáng giang dậy đi. Đêm giữa hôm dậy làm gì? Vẫn chưa tìm thấy cái phòng có cái bàn crab. Bây giờ không có gì, đành phải nằm cổng queo với những xác chết khô chứ rồi biết làm nào được. Con game làm map rộng thật. Làm map rất rộng. Nhưng map rộng để làm gì? Khi mà yếu có gì thì map rộng để làm gì? Thêm những cái khu vực này khu vực nọ hoặc là này kia ấy. Ai nếu tôi không nhầm đằng trước chúng ta sẽ có mấy khu nhà rồi. Một khu nhà cực lớn luôn. Không biết là cái nhà gì mà cái nhà cực lớn, cái nhà kho cực lớn luôn đang mở cửa. Chưa từng thấy chỗ nào có nhà kho to như này. Quái. Ôi ôi, hai con giòm. Đó, chỗ nào đâu có nhà cửa ấy. Ở trong là giòm. Mà bây giờ có vẻ ít có sương mù nhá. Tôi nhớ ngày xưa chơi một tí lại có sương mù cơ. Không vào được. Game kiểu như là cập nhật nó bỏ bớt cái sương mù đi sao ấy. Ngày xưa tôi nhớ là tí lại có sương mù cơ. Mà sương mù là mình phải ở trong nhà ngủ đợi khi hết sương mù các thứ ABC hoặc là bọn zom mà sương mù một cái đi ra ngoài là có zom ngay cơ. Cái này kiểu cập nhật kiểu nào nó không được tập trung như ngày xưa. Đấy, Miss Survival mà đây, cái nhà này là có nung đây này. Khu nhà này có nung mà có làm vũ khí đây này. Đấy. Vào trong bây giờ mà có một cái bàn craft nữa thì nó là tuyệt vời. Mỗi tội là đéo có. Cho mình cái búa làm gì không biết. Tìm được cái nhà có cái bàn crafting. Giường ngủ đấy rồi. Nó đéo ngủ được. Mẹ. Đây rồi. Game chính thức bắt đầu anh em nhá. Bây giờ game mới bắt đầu nhá. Nói cho anh em biết. Bây giờ game mới chính thức bắt đầu. Từ nãy đến giờ hoàn toàn chỉ là prologue nhá. Giờ game mới chính thức bắt đầu. Nãy nó chỉ là từ nãy giờ chúng ta là prologue thôi.
mẹ nhà đéo rộng này. À quên, cái map đéo rộng này. Có súng ấy thì mọi thứ nó sẽ đỡ rất là nhiều, kể cả là zombie, zombùng. Nó sẽ đỡ rất là nhiều. Ở đây có mấy nhà có thể ở được này. Này là mình fix để cho sương mù zombie nó không phá nhà vào này. Nước này. Dao này, thức ăn này. Nhà được phết nhở. Có đường tầng 2 đấy. Nhưng mà không có gì. Anh em cho tôi hỏi là cái bàn craft đấy là mình có thể xây được cái bàn craft không, hay là cái bàn craft đấy nó phải ở trong cái nhà nó có bàn craft nhở? Đây rồi, chúng ta quay về cái motel đây rồi. Ôi giời ơi, cuối cùng chúng ta quay về được cái chỗ đầu tiên đây rồi. Motel đây rồi. Nơi đầu tiên tôi xuất phát đây rồi. Đúng với pro, đúng với motif prologue đây rồi. Bây giờ game bắt đầu anh em nhá. Đấy. Từ đây lần sau bắt đầu có tìm cái nhà mà có cái bàn crafting thì chúng ta bắt đầu tìm từ đây. Cuối cùng chúng ta đã mò về được lại coi như là cái vệ motel năm xưa rồi. Ô tổ game. Mẹ. Trong này có hai con zom đúng không? Mấy con chó zom mẹ chúng mày. Đâu? Mẹ nấp trong nhà tắm. Mày nghĩ mày nấp trong nhà tắm mà tao tha mày hả? Hả? Ơ? Zom đâu? Ơ? Mẹ chúng mày bên này đúng không? Chúng mày thấy tao có súng mày trốn đúng không? Mày trốn đi đâu? Ơ? Tầng trên à? À đấy. Các bạn zom đây. Ơ đi! Hết đạn là thế nào? Có mẹ hết đạn rồi! À! Bắn được có 2 phát là có mẹ đạn! Khốn nạn! Ủa? Úi dồi ôi! Anh zom làm gì mà kinh thế? Anh làm cái gì mà anh gớm ghê thế? Mẹ mày giỏi mày sao đấy? Bố mày ghét! Bố mày ghét! Bố mày ghét! Giờ đây! Bố mày ghét! Ờ! Bố mày chém góc lác! Bố chém góc lác! Ây da! Nó cũng phạt góc lác! Đi! Thôi anh em ạ! Tôi quá mệt mỏi rồi! Có gì thì để buổi sau chúng ta cùng tìm cái chỗ của cái bàn crafting nhá! Còn bây giờ đi ngủ thôi anh em ạ! Chúc tất cả các anh em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp! Bye bye. See you again. Bye bye, anh em.